Xong rồi giờ mình lấy cái thổ ong xuống các bạn ơi, cái mình dưới thời dừa lấy cũng hơi khó. Thank you.
mới, ông xào bắp chuối. Xào hành là xưa rồi, giờ là ông xào bắp chuối. Lần cành đào quá thơm quá ngon. Là tinh tí không à, bắp chuối. Ông xào xong rồi tới xào bắp chuối. Xào bắp chuối xong rồi cho ông và bắp chuối gặp nhau là ra món ông xào bắp chuối. Là ông chuối. Cái này hơi đặc biệt à. Muốn ăn cũng hơi khó à. Xào bắp chuối ra thành ông chuối. Mời mọi người ăn luôn món ngon. Món này là món đặc biệt, ông xào bắp chuối gọi là ông chuối. Quá trời ngon.